xem trực tiếp trận bóng chuyền nữ Việt Nam Như Quỳnh, Brazil ở đâu? Giải thế giới cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, sau nhiều tháng mong chờ, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ được chứng kiến các cô gái của chúng ta thi đấu với những đội bóng hàng đầu thế giới ở giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới. Đây cũng là sân chơi ở cấp độ cao nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được góp mặt từ trước đến nay. Theo lịch thi đấu, vào lúc 13 giờ chiều ngày 14 tháng 12, đội tuyển Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One sẽ có trận đấu thứ hai tại giải gặp câu lạc bộ Deltil Praia Clube của Brazil. Để theo dõi trận đấu trên và cổ vũ cho Như Quỳnh cùng đồng đội, người hâm mộ có thể tải app MyTV hoặc xem trên website MyTV, bởi đây đơn vị độc quyền phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 tại Việt Nam.